Vâng, Bonsai Yên Vũ xin chào tất cả các bạn nhé. Thì bây giờ đang là buổi trưa ấy, thì mình đang vừa rồi mình mới về ba cái phôi phôi tường vi các bạn nhé. Đấy, phôi tường vi bonsai. Thì bây giờ thì mình vừa rồi là mình mới cho sơ dừa mình trồng đất, thì bây giờ mình quay cho các bạn xem từng cái chậu một nhé, về ba phôi các bạn nhé. Đây là cái phôi đầu tiên này. Đấy. Đây là một cái phôi tường vi đầu tiên này các bạn này. Đấy, mình trồng có bản xoay. Đấy. Cái này thì nó cao khoảng tầm 25. Đấy. Bẹ của nó tầm 45. Đấy. Bẹ rất là quái anh em nhé. Đấy, bây giờ là mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nhé, các bạn nhé. Quay chi tiết cho các bạn xem cái phôi này đầu tiên này nhé. Đấy. Bẹ đầu tiên các bạn nhé, đấy cái phôi đầu tiên, đây các bạn thấy, cái này phôi rất quái, bẹ rất là đẹp anh em ạ, này u này, u biếu này, cây thân rất u biếu, đấy những cái này thì đấy, các bạn thấy chân móng rễ rất là đẹp. Cây rất là khỏe anh em nhé, đây là cây hàng thuần chậu. Hàng thuần chậu, cây rất là chơi cây nó rất là khỏe nên anh em mình cứ yên tâm chơi, mình sẽ chọn những cái phôi đẹp, giá tương đối ok cho anh em mình giao lưu. Đấy. Đây này đã thu sẹo hết rồi các bạn này. Cây rất khỏe anh em ạ. Đường cong lượn rất là đẹp. Ba cái phôi tường vi này. Đấy. Anh em ưng thì nhanh tay đặt hàng anh em nhé. Đấy các bạn nhé, vừa rồi là một cái mình quay kỹ ấy, cái phôi đầu tiên đấy, đây là cái phôi thứ hai. Bẹ khoảng 40 hơn 40. Đấy. Đây chắc khoảng tầm 25 27 các bạn. Đấy. So với tay mình cầm. Các bạn có nhìn rõ không? Thân bẹ lổ rất là quái anh em nhé. Làm cây trực bonsai rất đẹp các bạn ạ. Thì mình cái này thì vừa mới cho đất, mới dồn sơ dừa xong. Đấy. Thì cái này lúc trước là mình gửi trong trong khu kia ra thì nó tắc đợt vừa rồi ở Lương Tài Bắc Linh mình, nó có cái chốt dịch ấy. Mình ở Gia Bình không có nhưng nó tắc mất ở cái bốt vịt theo ấy. Thì vừa 20 hôm nó mới về nhà thì cây trong lọ đã lên rồi. Cây đây là hàng cốt chậu các bạn nhé. Đấy nên là cứ yên tâm, mà các anh em mình chơi cứ yên tâm. Đấy, nhìn cốt này rất đẹp, luôn được rất đẹp. Đấy. Mình cứ quay từng cây, mình lại quay chi tiết cho các bạn cùng xem nhé. Phôi tường vi trực đấy, đang trực cũng rất là u biếu anh em ạ. Đấy. Vành 25 27 đấy, bẹ thì 40. Đấy con này nó có một cái u ở đây các bạn ạ. U biếu rất đẹp. Đấy. Đây là một cái cây phôi trực các bác nhé. Đấy. Phù hợp cho anh em chơi ở không gian nhỏ, không có diện tích, anh em chơi những cây phôi này rất là đẹp. Đấy. Cây này thì nó cao thì khoảng tầm 25 các bác nhé. Đấy. Đấy là trong kia 25 hôm trong cái thùng nó lên hết rồi, vừa rồi em rút đi ấy. Nên lên như là hai cái phôi kia cả. Đấy, vì cái đợt vừa rồi nó cái bốt nó bị cấm. Đấy, số điện thoại em để trên tiêu đề video anh em nhé, anh em ưng cái nào anh em mình cứ alo nhé, dám mềm cho anh em chơi đấy. Vâng đây các bạn nhé, thì cái phôi thứ ba này rất là quái, rất đẹp anh em nhé. Đấy, chậu đây là chậu 20 này. Chậu này là chậu 45 20 40 chợ tầm 45 46 rồi đấy. Ngang của nó thì tầm khoảng tầm 30 bạn nhé, 30 45. Cái này đấy, cái bẹ trải chân rất là quái. Anh em mình không gian nhỏ, anh em mình chơi những hàng này thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích, mà chơi bonsai rất hay, rất đẹp đấy các bạn nhé. Đấy, đây cái bẹ quái của nó.
Mình to thì mình chơi hàng to. Đó, chi tiết của cái bẹ số 3 này các bạn nhé. Đây cái này thì mình để trong cái hộp này 20 ngày các bạn ạ. Đấy, nó ra hết chồi rồi. Cây là cây thuần chậu. Thế nên là cứ yên tâm mà chơi thôi anh em ạ. Đấy. Vâng mọi người nhé, thì vừa rồi Bonsai Yên Vũ đấy đã review cho bạn ba cái tác phẩm phôi, ba cái phôi tường vi của ai mới về. Đấy thì anh em mình ưng thì anh em cứ alo cái số điện thoại trên màn hình nhé. Đấy thì các bạn xem video thì các bạn nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Bonsai Yên Vũ nhé. Thì Bonsai Yên Vũ thì sẽ đi quay, chủ yếu là đi quay những nhà vườn, những cái tác phẩm đẹp cho anh em cùng xem. Lúc nào mà anh em mà tôi có nhập những cái phôi hoặc những cái cây về thì tôi quay cho anh em là những cây giao lưu, thì anh em có thể là alo trực tiếp cho Bonsai Yên Vũ nhé. Số điện thoại thì mình ghi trên màn hình ấy. Có gì thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào cái mail kênh của mình nhé. Đấy, các bạn góp ý và tham khảo và chia sẻ kênh cho mình nhé. Đấy thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đấy, thì rất cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người. Nếu các bạn muốn quay video review cây cảnh, giới thiệu nhà vườn hoặc các bạn muốn tìm cây theo yêu cầu thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại đường dây nóng 0383 171311 để được tư vấn miễn phí. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.